buổi trước thì chúng ta đã giới thiệu về cái các cái lệnh tô ở trong RAW. Chúng ta đã làm quen với lại công cụ Interactive Fill và chúng ta đã giới thiệu một số phần ở trong đó. Lần lượt nó là các lệnh No Fill, Uniform Fill, Fountain Fill. Đấy là những cái thứ mà chúng ta đã giới thiệu ở buổi trước. Hôm nay chúng ta giới thiệu nốt một vài cái phần liên quan tới cái phần lệnh tô, công cụ tô này. Thì tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ Vector Pattern Fill, mẫu tô pattern. Thế để thực hiện cái mẫu tô này thì trước hết cũng như mọi khi chúng ta cần phải chọn cái đối tượng mà chúng ta cần tô. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn chọn vào cái biểu tượng Vector Pattern Fill này. Thế thì nó sẽ sử dụng ngay cái mẫu tô mặc định nó đưa vào cho các bạn. Để mà thay đổi cái mẫu thì các bạn cần phải sổ danh sách Fill Picker ra. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái mẫu tô ở trong cái danh sách này. Đối với Corel 7 thì nó đã có một cái sự cải tiến so với lại các cái dòng X trước đó. Từ X6 đổ xuống X3 thì cái cung cách làm của nó hoàn toàn khác. Đối với X7 thì nó cung cấp cho chúng ta một số rất là nhiều những cái mẫu tô như thế này. Và các bạn có thể là chọn lấy một cái kiểu nào đó. Tuy nhiên đối với cái phiên bản X7 này thì nó có một cái phần tương đối là căng. Tại vì là mẫu tô nó không đưa hết xuống máy cho chúng ta, không nằm ngay tại máy. Mà nó hầu như bây giờ nó đang sử dụng cái cơ chế là cung cấp ở trên mạng. Tức là nó nằm ngay trên server của hãng. Đấy, và chúng ta cần phải có kết nối và cần phải có một cái tài khoản chuẩn đã được xác nhận thì lúc đó các bạn mới có thể là sử dụng hết được các cái thư viện mẫu tô này. Thế thì trong những cái số mẫu mà nó cung cấp cho các bạn ở đây thì các bạn có thể chọn lấy một kiểu nào đó ở trong cái danh sách này. Sau khi mà các bạn chọn thì các bạn sẽ áp dụng nó cho cái kiểu mà chúng ta muốn cho cái đối tượng mà chúng ta đang chọn. Thế và nó đặt theo cái chuẩn của nó. Còn các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn cần phải vào Edit Fill. Tất nhiên là chúng ta có thể là sử dụng cả hai cách, làm việc trực quan và điều chỉnh bằng các tham số. Đấy, trong điều chỉnh tham số thì cũng như hôm trước, chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng Edit Fill ở đây. Hộp thoại mở ra thì có cái phần này là cái phần mà các bạn cần phải quan tâm. Đấy chính là cái phần lệnh Transformation. Đây là cái kích thước gốc của cái mẫu pattern mà Corel cung cấp cho chúng ta. Thế và các bạn muốn là cái mẫu pattern này nó có kích thước bao nhiêu thì các bạn điền vào cái tham số vào đây. Kích thước chuẩn của nó hiện tại đang để là 101,6mm chiều ngang và chiều cao. Thế mà bây giờ các bạn cần là nó có kích thước bao nhiêu thì các bạn nhập một cái con số cụ thể vào đây. Ví dụ tôi thu lại như thế này. Thì sau khi mà chúng ta nhấp lệnh thì nó sẽ thu nhỏ tỷ lệ, thu nhỏ kích thước của cái mẫu tô này. Cái này thì nó rất là quan trọng, tại vì là tùy thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta đang chọn nó to hay bé thì cái mẫu tô pattern này của chúng ta cũng cần phải có một cái kích thước cho nó phù hợp. Và điều quan trọng nhất là ở trong cái phần tùy chọn này thì các bạn có một số các cái tham số để các bạn điều chỉnh. Ví dụ như là cái góc này, góc quay này, hoặc là góc kéo xiên này. Bình thường ra thì nó sẽ thẳng hàng với nhau. Quy tắc thì nó cũng sẽ giống như là mỗi một cái mẫu pattern này nó sẽ được cung cấp giống như là một cái viên gạch lát. Đấy, và chúng ta cứ đắp từng viên sát cạnh nhau cho tới khi nào mà nó kín được cái diện tích mà chúng ta muốn tô thì thôi. Thế và bình thường thì nó sẽ thẳng hàng, thẳng cột với nhau. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đặt một cái tham số khác vào đây, chúng ta cho một cái tham số khác vào đây thì nó sẽ có cái sự khác biệt đi. Ví dụ cho nó là một góc
15 độ chẳng hạn, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là cái mẫu tô của chúng ta nó xoay đi chứ không phải là thẳng hàng nữa. Hoặc là nếu như mà chúng ta kéo xiên chẳng hạn, thì nó sẽ kéo nghiêng cái mẫu tô đi. Thế ngoài ra các bạn còn có thể làm một số các cái thao tác, ví dụ như là tạo lệch hàng hoặc là lệch cột. Tất cả các hàng, các cột ở đây nó phân bổ đang thẳng như thế này. Nếu như mà chúng ta chọn một trong hai cái tùy chọn là column offset hoặc là row offset này, và các bạn cho nó lệch đi một cái tham số bao nhiêu đó, thì lúc này cái hàng với cột nó không thẳng nữa, nó có thể là bị dịch cột nọ với cột kia hoặc là hàng nọ với hàng kia, dẫn tới là có sự thay đổi ở trong cái hiển thị của mẫu tô. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lệnh này, transform with object. Transform with object thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề gì? Nó giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề. Một là nó sẽ có cái sự tương tác với lại kích thước của cái đối tượng của chúng ta. Bình thường ra, ví dụ như là tôi đang thiết lập là một cái mẫu tô này với kích thước là 50x50mm chẳng hạn. Đấy là quy cách của một cái mẫu pattern. Tuy nhiên là khi chúng ta đặt vào trong một cái, chúng ta đặt vào trong một cái hình như thế này, có thể nó đang hợp lý. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi kéo to cái đối tượng lên, hoặc là tôi thu nhỏ đối tượng xuống, nếu mà chúng ta không đánh dấu vào cái phần transform with object này, thì kích thước của đối tượng của chúng ta có thể to lên hay bé xuống, nhưng mà cái mẫu tô nó sẽ vẫn giữ nguyên, dẫn tới là cái tỷ lệ lúc này là nó không hợp lý nữa. Đây, để chúng ta tìm thử một cái mẫu nào cho nó rõ hơn. Đây, ví dụ cái này đi nhá. Chúng ta nhìn như này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đấy nhá, bây giờ chúng ta thấy là đây là mẫu tô gốc nhá. Bây giờ tôi can thiệp một chút vào đây, tôi cũng giảm nó xuống còn độ khoảng 50-50 đi. Ok, bây giờ chúng ta có một cái kích thước và tỷ lệ tương đối là phù hợp với lại cái hình mẫu này rồi. Bây giờ chúng ta thử nghiệm bằng cách là tôi nhân bản một cái hình mới sang đây. Đó, chúng ta kéo nó sang vị trí mới và chuột phải. Vậy thì hai hình này bây giờ đang là giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên là khi mà tôi tô thì tôi chưa đánh dấu cái phần là transform fill with object. Bây giờ chúng ta thử nghiệm xem, tôi kéo thu nhỏ cái này lại. Thì các bạn thấy rằng là kích thước vật lý của hình là thu lại, nó bé hơn so với hình gốc lúc đầu rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà để ý thì chúng ta thấy rằng là cái hoa văn họa tiết ở trong cái mẫu pattern này khi tô thì nó vẫn giữ nguyên như thế. Thì cái tỷ lệ như thế này có còn hợp lý nữa hay không thì lại là một chuyện khác. Đó. Hoặc là nếu mà tôi làm cho nó to nữa lên, đó, to hẳn lên như thế này, mẫu tô cũng vẫn như thế. Thế thì khi mà tôi đánh dấu cái thao tác là transform fill with object thì nó sẽ giúp tôi giải quyết cái vấn đề như sau. Đây, đánh dấu. Đó. Và nếu như mà tôi nhân bản một cái thằng khác, bây giờ tôi cũng kéo thằng này lên, các bạn sẽ thấy là có cái sự khác biệt giữa hình này và hình này. Đó. Hình này phóng to lên bao nhiêu thì cái mẫu pattern của tôi nó cũng to theo bấy nhiêu. Hoặc là tôi thu nhỏ lại bao nhiêu thì cái mẫu pattern này nó cũng thu nhỏ lại bấy nhiêu. Như thế là nó sẽ luôn luôn duy trì một cái tỷ lệ hợp lý giữa cái diện tích của cái, nói nôm na là nhà bé thì lát gạch bé, nhà to lát gạch to. Đấy, chứ không phải là nhà bé vẫn lát cái gạch to đùng, hoặc là nhà to vẫn lát cái gạch bé tí, thì nó sẽ không có được cái sự tương ứng hợp lý giữa cái diện tích của hình và cái mẫu tô pattern. Thế ngoài ra nữa thì còn có một cái vấn đề là nếu như mà chúng ta quay một cái mẫu pattern đi thì nó có còn giữ nguyên cái phương hướng hay không, thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Ví dụ như là tôi quay cái thằng này đi một góc ví dụ như là 15 độ chẳng hạn. Đấy. Thì hình xoay nhưng mà mẫu pattern không xoay, nó sẽ vẫn giữ nguyên cái góc của nó như thế. Đây là một cái vấn đề mà nó sẽ gây lỗi khi mà các bạn đưa cái mẫu thiết kế của mình ra nhà in. Tại vì sao?
Tại vì trong cái quá trình mà in and ấy, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái tình trạng là phải ghép. Ví dụ như là tôi cái khổ giấy in to chẳng hạn, khách hàng A người ta đưa cho nhà in một cái sản phẩm, ví dụ diện tích nó là 10 đó. Khách hàng A được cung cấp một cái cung cấp cho nhà in một cái mẫu nó độ khoảng diện tích chiếm 8 rồi, còn lại hai phần. Thế thì bây giờ hai phần đấy thì người ta để trống hay là người ta sẽ ghép một cái bài nhỏ vào? Thì về nguyên tắc người ta sẽ tận dụng bằng cách là người ta tìm kiếm những cái bài khác của khách hàng khác mà nhỏ đủ để đưa vào, lấp vào những cái chỗ còn trống đó. Thì người ta sẽ tìm những cái bài nhỏ hơn người ta đưa vào. Tuy nhiên là cái bài nhỏ hơn đó thì ví dụ như là cái khổ của nó là khổ ngang chẳng hạn, nhưng cái chiều mà phần còn lại đó thì nó là khổ dọc đấy, thì người ta phải quay cái bản thiết kế của mình đi, người ta ghép vào cái phần còn lại đấy cho nó vừa. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta tô bằng mẫu tô pattern mà chúng ta lại không đánh dấu cái phần là transform fill with object, tức là hình quay đến đâu thì mẫu pattern quay đến đó, thì sẽ gặp phải những cái trường hợp là nó sẽ sai hoàn toàn so với yêu cầu của chúng ta. Đấy. Hình xoay đi mà mẫu tô không xoay thì nó sẽ sai hoàn toàn. Thế cho nên là khi mà chúng ta quay cái đối tượng đi đến đâu thì mẫu tô nó phải quay theo đến đó. Hình này thì nó tròn 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 tròn, các bạn không thấy rõ lắm. Để chúng ta tìm thử một cái mẫu nào đó mà nó có cái tính chất xiên nghiêng hẳn nhé. Để chúng ta xem thử. Đây ví dụ cái này, đúng không? Chúng ta sẽ thấy thử xem là cái mẫu này nó như thế này nhé. Bây giờ tôi kiểm tra lại đã, xem nó đã đánh dấu cái transform chưa. Đây, bây giờ bỏ cái transform đi. Tôi nhân bản sang đây. Bây giờ tôi quay nó 90 độ. Thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi tôi quay 90 độ rồi, mẫu thiết kế của tôi nó vẫn theo chiều ngang, đúng không ạ? Như thế này thì sẽ dẫn tới tình trạng cực kỳ nguy hiểm luôn. Hình này thì hình vuông, các bạn nhìn không rõ lắm. Đây, tôi kéo hẳn ra là hình chữ nhật này đi, đúng không ạ? Đây, bây giờ hai cái so sánh với nhau. 90 độ. Đấy. Hình xoay dọc lại rồi nhưng mẫu pattern vẫn giữ theo chiều ngang. Như thế là nó sẽ sai hoàn toàn so với mong muốn của chúng ta. Vậy thì cái yếu tố rất là quan trọng là gì đấy ạ? Transform fill with object. Đấy, nó đảm bảo cho chúng ta được hai vấn đề. Một là co duỗi theo diện tích của cái bản thiết kế, và hai là đảm bảo cho chúng ta khi một cái đối tượng của chúng ta mà quay đi một góc bao nhiêu thì cái mẫu của chúng ta nó cũng sẽ quay theo bấy nhiêu, luôn luôn đảm bảo sự đồng nhất trong thiết kế, bất kể là cái chiều thiết kế của chúng ta bị xoay đảo như thế nào khi mà ghép vào trong một cái bản in lớn. Đấy, thì đấy là cái phần mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu tô pattern. Thế thì mẫu tô pattern thì còn có những cái kiểu thức như thế nào nữa, thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Đây, chúng ta có, thực ra thì chúng ta có 3 dạng. Một là mẫu tô vector pattern fill, hai là bitmap pattern fill. Bitmap thì nó sẽ là lấy một cái mẫu hình ảnh. Bitmap là nó sẽ lấy một cái mẫu hình ảnh. Đấy, nó chính xác ra là một màu ảnh để làm mẫu tô. Sau đó thì các bạn có thể là tiến hành tô. Đây, các bạn sẽ chọn lấy một mẫu nào đó, sau đó thì các bạn tiến hành tô. Tất nhiên các bạn cũng có thể là can thiệp vào bằng cách là gia giảm các hàm số, đặt lại vị trí, v.v. Và đến đây thì chúng ta đã tô được một cái mẫu bitmap. Thế ngoài ra nữa thì chúng ta còn có một cái biến thể nữa ở trong mẫu tô pattern, đó là two color pattern. Như vậy là chúng ta có 3 kiểu tất cả. Một kiểu two color thì nó bao gồm là các mẫu tô rất là đơn giản, các hình được đưa vào đây chỉ tô gồm có 2 màu. Đấy. Các bạn có quyền là thay đổi màu cho cái mẫu tô này,
sổ danh sách ra, chọn lấy một màu. Sau đó, sau khi mà chúng ta thiết lập xong màu thì nó sẽ cập nhật luôn vào cái đối tượng mà chúng ta đang tô đây. Đây, ví dụ tôi đã đổi được màu, đó. Thế thì như vậy là chúng ta có 3 kiểu tất cả. True color, 2 màu. Bitmap và vector pattern. Đấy, thì các bạn có 3 kiểu tất cả. Ngoài ra thì nếu mà các bạn không không can thiệp sâu vào trong cái editing fill thì các bạn có thể là bấm vào các cái biểu tượng hỗ trợ ở trên thanh property để can thiệp một cách đơn giản nhất vào trong này. Ví dụ như là lật, ví dụ như là lật đứng, đúng không? Lật theo chiều ngang, và có một cái nút hỗ trợ nhanh ở trên này, đó là transform fill with object, các bạn có thể can thiệp vào đây. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta can thiệp sâu thì thường nó sẽ là can thiệp vào cái vấn đề gọi là kích thước của cái mẫu tô này, to nhỏ ra làm sao và có dịch hàng dịch cột hay không, có xoay hay không, thì đấy là cái thao tác can thiệp sâu. Thì lúc này chúng ta sẽ cần vào cái phần editing. Còn nếu mà chỉ đơn giản là đánh dấu transform fill thì các bạn có thể là sử dụng luôn trên cái thanh property này là đủ hỗ trợ rồi. Và cũng như là trong cái phép tô mà trước đấy chúng ta đã nói thì cái thao tác là copy thì nó cũng được hỗ trợ ở đây. Đấy, copy fill. Đó, các bạn có thể chọn một đối tượng, sau đó muốn lấy mẫu tô của cái đối tượng nào thì các bạn có thể đánh dấu vào cái phần copy fill này. Nó sẽ hiện ra cái mũi tên đen trỏ vào cái hình mẫu thì nó sẽ lấy cái mẫu pattern đó, nó tô sang cho cái đối tượng mà chúng ta muốn tô. Đấy, đây là phương pháp để chúng ta nhại lại một cái mẫu tô. Thế thì ở trong cái thao tác mà làm mẫu pattern như thế này thì chúng ta có thể là lựa chọn giữa 3 cái kiểu đó. Thế sau cùng thì chúng ta có một cái nữa, đó là cái texture. Cái texture này thì là một cái phần cũng tương đối là phong phú. Tại vì là khi mà chúng ta thiết kế một cái gì đó thì chúng ta sẽ thiết kế về mặt hình dáng cho nó, kích thước cho nó. Đấy. Và sau khi mà chúng ta xử lý xong được tất cả các vấn đề về hình dáng và kích thước rồi thì chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề về chất liệu. Để chúng ta mô phỏng chất liệu. Đó. Một chất liệu có thể là rêu, có thể là gạch đá, có thể là gì sắt, có thể là nền xi măng, có thể là một cái chất liệu gì đó. Khi mà chúng ta thiết kế xong, chúng ta sẽ cố gắng mô phỏng nó giống như trong thực tế là nó là một cái chất liệu gì đó, được làm bằng một chất liệu gì đó. Thì cái mẫu tô texture này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Thì ở trong cái hộp thoại Edit Fill này thì các bạn sẽ có rất là nhiều các tham số để hiệu chỉnh. Thứ nhất là các bạn kiểm tra cho tôi là có bao nhiêu, Corel cung cấp cho các bạn bao nhiêu cái thư viện các cái mẫu tô dạng texture như thế này. Thì khi mà các bạn sổ cái danh sách này ra thì các bạn sẽ thấy một danh sách các cái thư viện mẫu tô texture, bao gồm là sample, sample 5, sample 6, sample 7, 8, style và sample 9. Đấy là những cái thư viện mà Corel cung cấp cho chúng ta. Sau khi mà các bạn chọn lấy một cái mẫu tô thì các bạn sẽ quan sát tiếp lên cái ô ngay bên phía trên. Cửa sổ preview này cho phép các bạn quan sát là nó có bao nhiêu mẫu tô ở trong này. Bằng cách là sổ danh sách ra và các bạn chọn lấy một mẫu thì nó sẽ hiển thị cho các bạn ở trong này. Bây giờ thì các bạn đã có thể là nhấp OK để tô được rồi. Và mẫu tô sẽ đưa vào trong cái hình mà các bạn đang chọn. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là ở bên cạnh
cái cửa sổ preview thì các bạn sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều các cái ô tham số. Và điều đặc biệt là hầu hết các ô này đều khóa, nhưng mà sẽ có một hoặc hai ô trong số những ô này nó sẽ ở tình trạng là mở khóa. Và chúng ta sẽ thấy rằng là các cái ô này là các tham số mà can thiệp vào cái thuật toán để mà tạo nên cái mẫu tô. Bên này thì còn có một số các màu được gán cho cái mẫu tô này. Và chúng ta có một cái nút lệnh gọi là nút lệnh randomize này. Khi mà các bạn nhấn nút lệnh này thì nó sẽ cho các bạn những biến thể khác nhau của cái mẫu tô. Bằng cách bấm và quan sát những cửa sổ preview thì các bạn sẽ lần lượt nhận được các biến thể khác nhau của cái mẫu tô. Về cơ bản thì hầu hết các bạn thấy là các cái trường này đang khóa. Tuy nhiên cái trường nào mà mở khóa ấy, thì mỗi lần mà chúng ta nhấp lệnh như thế này thì nó lại đưa ra ngẫu nhiên một con số thay đổi trong này. Và chính con số được thay đổi ở trong cái trường này nó sẽ làm biến đổi một chút để đưa ra một cái biến thể mới cho mẫu tô. Và khi mà các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn có thể là nhấp OK, các bạn tô vào. Có thể nhấp randomize này để cho nó đưa ra một cái tham số mang tính ngẫu nhiên, hoặc các bạn có thể chủ động các bạn can thiệp vào đây. Nếu thích nữa thì các bạn có thể mở khóa một trường để can thiệp thêm vào cái trường tiếp theo. Đấy. Nhưng mà như thế thì nó sẽ đưa ra những biến thể nó thay đổi lớn hơn. Và đây là những cái tham số cơ bản để mà chúng ta can thiệp. Tuy nhiên còn một số tham số nữa mà cũng quen thuộc và nãy chúng ta đã giới thiệu rồi. Đó là cái phần transformation. Nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái tùy chọn để mà thay đổi về mặt kích thước, rồi thì góc quay, rồi các cái lệnh transformation with object. Đấy. Option thì cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn để tùy biến. Ví dụ như là cái phần bitmap resolution chẳng hạn, thì các bạn có thể là thay đổi cho cái độ phân giải của cái mẫu tô này nó cao hay thấp xuống. Đó. Rồi kích thước lớn nhất của một cái mẫu này nó có thể là lớn lên bao nhiêu. Sau khi các bạn thay đổi, nhấp OK để nhận cái tham số mới, và sau đó thì lại ra bên ngoài cái hộp thoại này, nhấp OK để cập nhật và áp dụng luôn những cái thay đổi đó cho cái mẫu tô của chúng ta. Thế thì về mặt nguyên tắc thì các bạn nên làm một cái cuộc du hành một vòng xung quanh các cái mẫu tô này, xung quanh các cái thư viện, để biết được là Corel cung cấp cho chúng ta những cái mẫu tô như thế nào. Để khi mà chúng ta có một cái ý tưởng nào đó trong thiết kế thì chúng ta muốn là tôi lấy một cái mẫu tô giống như là một cái nền rêu, tôi muốn lấy một cái mẫu tô giống như là một cái nền xi măng xù xì, tôi muốn lấy một cái mẫu tô là một cái chất liệu bề mặt kim loại bóng chẳng hạn, vân vân. Tất cả những cái đó thì chúng ta cần phải dạo qua một vòng thì chúng ta mới biết được là cái mẫu tô dạng nào nó nằm ở đâu. Tất nhiên cũng không thể nào nhớ một cách hoàn toàn 100%. Tuy nhiên dạo qua một vòng rồi thì chúng ta cũng có được một cái định vị cơ bản. Ít nhất là tôi cũng có thể hình dung nó nằm ở cái thư viện số mấy, để đến lúc mà tôi cần thì tôi có thể nhanh chóng tìm ra nó. Chứ còn đến lúc mà chúng ta cần một cái chất liệu gì đó mà lúc đấy lại còn ngồi duyệt qua đến 5-6 cái thư viện, mà mỗi thư viện nó có hàng chục mẫu như thế thì cũng cực kỳ mất thời gian và rất khó lòng tìm ra cái mẫu mà mình muốn. Do đó khi mà có thời gian rảnh, các bạn nên dạo một vòng để tìm hiểu về các cái chất liệu mà Corel cung cấp, để sau này khi chúng ta cần một cái là chúng ta có thể định vị được ngay lập tức là nó nằm ở cái thư viện nào để chúng ta tìm kiếm nó một cách nhanh nhất. Thế còn cuối cùng, ở trong cái nhóm này thì chúng ta có một cái mẫu tô tương đối đặc biệt, nó gọi là mẫu tô PostScript Fill. Khi chúng ta nhấp vào đây thì nó có một cái cửa sổ preview cho các bạn xem trước mẫu. Đồng thời là ở bên cạnh nó có một cái list để cung cấp cho các bạn các cái danh sách các cái mẫu tô dạng PostScript như thế này. Thế thì cái mẫu này thì nó là cái mẫu tô theo kiểu kết cấu. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái mẫu đó như thế này. Và điều đặc biệt là gì ạ? Điều đặc biệt là cái mẫu này
các bạn có thể nhìn thấy, các bạn có thể tô thử ở trong cái tài liệu của mình ở trên máy. Tuy nhiên là không phải là trong trường hợp nào các bạn cũng có thể là in được nó ra, có thể sử dụng được. Tại vì là cái này nó phụ thuộc vào cái thiết bị, chứ nó không phụ thuộc vào phần mềm. Đấy. Cái này nếu mà muốn tô được xong và cũng in ra được thì cái máy in mà các bạn sử dụng ấy, nó phải thuộc cái loại mà có hỗ trợ PostScript. Đấy. Tức là dạng máy in để bàn đó, chứ không phải in máy in công nghệ nhé. In ra là máy phải hỗ trợ cái ngôn ngữ đó thì nó mới có thể in ra cái mẫu kết cấu này cho các bạn được. Do đó thì các bạn có thể là tham khảo, chứ còn dùng thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái thiết bị đầu cuối của chúng ta là cái máy in. Do đó thì không phải lúc nào chúng ta thích thì chúng ta cũng có thể là in được ra cái mẫu tô này. Thế còn ở cái phần parameter này thì các bạn sẽ có một số các cái tham số để các bạn can thiệp vào cái hình mẫu này. Thế và khi mà các bạn thay đổi một cái tham số thì các bạn cần phải làm thêm một cái thao tác nữa là nhấn vào nút refresh này để các bạn quan sát xem là sau khi mà chúng ta thay đổi cái tham số thì nó sẽ tác động tới cái mẫu tô này như thế nào. Đấy, trước khi mà chúng ta quyết định là nhấp OK để chúng ta áp dụng cái mẫu tô này cho cái đối tượng của chúng ta đang chọn. Đấy. Thì như vậy là hôm nay chúng ta giới thiệu nốt những cái mẫu tô, những cái kiểu tô ở trong cái công cụ Interactive. Thế còn các cái mẫu tô như thế thì các bạn nhìn thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn lựa vào đây thì ngoài cái cách mà chúng ta điều chỉnh ở trong cái hộp thoại thì các bạn cũng còn có một cái đường là chỉnh sửa trực quan trực tiếp ngay trên đối tượng. Đây chính là cái mà chúng ta gọi là Interactive đây, tức là tương tác trực tiếp luôn đó. Và các bạn có thể là điều chỉnh nó một cách trực quan luôn ngay trên hình bằng cách là bấm vào cái khung điều chỉnh này. Các bạn có thể kéo rộng, có thể nâng cao, có thể kéo xiên, có thể xoay, có thể thay đổi kích thước, vân vân. Và chúng ta sẽ nhận được cái sự thay đổi trực quan ngay lập tức trên đối tượng. Thực tế ra thì cái công cụ tô kiểu này thì nó rất là tiện. Đấy, nếu mà so với các phiên bản cũ từ X6 đổ xuống thì cái công cụ này nó là công cụ rất tiện, bởi vì là chỉnh đến đâu là chúng ta có thể quan sát được cái sự thay đổi của cái mẫu tô đến đó, nó có phù hợp với lại cái đối tượng hay không, tỷ lệ như thế nó có vừa hay không, vị trí đặt như thế là đã chuẩn hay chưa, thì chúng ta có thể quan sát được rất là tốt. Tuy nhiên nhưng mà nếu mà xét về cái mặt thao tác ấy, thì tôi vẫn đánh giá cái phiên bản X6 đổ xuống với cách tô của nó thì nó tiện hơn trong mặt thao tác nhé. Trong mặt thao tác đấy, thì nó tiện hơn. Cái thằng này nó hơi lằng nhằng, nó bắt chúng ta phải đi tương đối sâu vào trong cái công cụ gọi là edit fill này. Đấy. Và nhất là cái mà tôi không thích là cái phần gọi là cái thư viện mẫu tô, nó treo của chúng ta ở trên server hơi nhiều. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn thì chắc là chúng ta sẽ phải cài cập nhật một số các cái phiên bản thấp hơn một chút để chúng ta lấy cái mẫu tô cho ở trong đó, chúng ta cập nhật lại vào trong này. Chứ nếu không thì sử dụng các cái mẫu tô mà nó cho sẵn sau khi chúng ta cài xong X7 ấy, thì nó hơi bị ít. Đấy. Thế còn cái việc mà các bạn mà muốn xài hết thì chắc chắn là phải bỏ tiền ra mua, tại vì là nó kiểm tra rất chặt về cái tài khoản người dùng. Đấy, tôi có thể đăng ký, các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản Corel thì rất là dễ, nhưng mà để sử dụng được thì nó sẽ kiểm tra và nó khớp lại rất là chặt trong cái đoạn này, cho nên là chúng ta chắc là sẽ phải làm thủ công bằng cái việc là bổ sung những cái mẫu button của chúng ta vào trong cái thư viện để chúng ta dùng cái sau này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào một cái buổi khác nói kỹ hơn về cái phần đó. Thì hôm nay là giới thiệu chung để chúng ta có thể là sử dụng được công cụ đã. Thế như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được cái các cái phương pháp tô và Interactive. Đấy, hôm trước là chúng ta nói đến đây rồi đúng không? Phần phim. Thế còn hôm nay chúng ta giới thiệu nốt ba cái mẫu tô pattern
cộng thêm một cái kiểu tô và texture, và giới thiệu nhanh một cái nữa gọi là PostScript. Thì như vậy là chúng ta đã làm quen một vòng với lại các cái phương pháp tô và cái công cụ tô Interactive nó cung cấp cho các bạn. Như vậy là chúng ta cũng đã đủ các cái phương pháp tô để mà chúng ta có thể mô phỏng, chúng ta có thể dựng ra những cái đối tượng nếu mà chúng ta thích.